Thì xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với cái video của Trầm Hương Thịnh Vượng nha. Hôm nay mình có 6 chiếc vòng và mình sẽ quay từng cái cho mọi người xem ha. Đây, chiếc vòng đầu tiên, dầu nó nhiều lắm nha. Đây, ok, bây giờ mình đố các bạn, trong 6 chiếc này, chiếc nào là hàng thật nha? Các bạn đoán xem đi, cái chiếc nào là hàng thật ha, và mình sẽ lên một cái video clip để cho mọi người xem về cách phân biệt trầm hương giả và trầm hương thật ha. Đây là 6 chiếc đều đẹp và đều có mùi luôn nha. Ok, xin cảm ơn cả nhà.